Vô mấy bạn, mình không biết cái chỗ này là thiện hay ác nữa, mà chỗ này xám nè, nguyên khu là xám luôn và rất là bự. Nếu như mà là ác thì có vẻ là hơi căng nha. Rồi nhưng mà đã đặt ra mục tiêu rồi phải làm chứ. Đi. Ôi trời, trời. Cái gì thấy mình á? Trời đất. Rồi hết sao mình đổng đổi thành cung được ta? Tại súng luôn rồi. Ngại lỡ rồi. Cái gì nó thấy mình nhá? Hey. Mày đụng tao con. Thì sao? Hả phanh là cái gì? Ủa, nữa rồi. Người đông ghê luôn á. Tên ok đó, bây giờ mình khoái chạy xe mà thoải mái hơn, chạy xe hơi nhìn gặp nó xuống xe thì bị bắn. Tức có gì nó thấy mình hoài luôn, ngộ thiệt. Gì vậy? Hai hút quay. Nằm đâm khúc bên này mình đã giải phóng rồi mà. Hay là cho nó thấy luôn cho rồi đi ha. Ờ kìa nó kìa. Ha, ba thằng. Thằng trước không thấy. Một bé, hai bé. Này bị nào sao cái cây á. Ok. Oh. Oh. Mình đứng gần nó sao không ta? Chắc là có thôi thôi. Cái gì bên kia đó kìa? Ủa? Đừng nói là nó respawn nha. Làm gì có vụ đó. Hay chỉ là một chỗ khác. Có đâu, cái nhà này đúng rồi. Nông trường bí ngô nữa. Gấu. Đúng rồi, gấu. Chạy nữa. Xin miếng da coi. Ôi. Ok. Rồi vậy là mình có thêm tiền rồi đó. Còn mình có lấy thịt nữa đúng không ta? Hình như là dùng thịt có thể dụ tôi lại nữa nè. À không, không có thịt được. Rất tiếc. Thôi đi. Sao đi xuất hiện thằng nãy đây. Ôi. Yêu. Hình như là mình có một cái xe miễn phí nữa. À đây nè. Lái. Huyết Long. Bây giờ sao mình có. Khá đẹp ha. Ừ, bạn biết game Cyberpunk không? À, này kiểu kiểu gì đó. Ôi trời. Ôi 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 Rồi, ok ha. Lên xe. Ủa này không lên xe hả? Ủa. Hey. Ủa, gì bắn vậy? Rồi hồi méo lại. Ủa
mà hồi má cần so mà phải không? Ui. Xe nó hình như là có cái giáp hay sao bắn không có trúng. À quỷ này thiết giáp. Rồi rồi không ổn rồi, không ổn rồi. Ui. Bơm không? Này dao mà nó phải bơm. Con chó này. Chó xử hết hả? Ê. Good boy, good boy. Đừng đánh cái nè. Xe này ổn á. Cái thằng giáp đâu? Mất tiêu rồi, thôi đi đi đi. Xe này đi. Mày. Ê, ê. Ờ mà chó thể cứu mình mà. Ô, ta đã trở lại. Mày. Thôi thôi kệ tụi nó đi. Đi trên đường là gặp á. Tới rồi. Ok, có sniper rồi. Từ thôi. Ồ, hết đạn nữa chứ. Cái này hơi căng nha. Ủa sao có ba thằng vậy? Ủa trời tối kìa. Ghê ghê. Có ba thằng à? Tưởng nhiều lắm. Thì bệnh. Mình này có con gì nè, mình thả nó ra. Ô ô ở đây có thằng. Thằng này có thể là mình sẽ giết nó được. Hay là hai thằng vậy? Hay giống hai thằng quá vậy? Được thôi. Kìa hả? À đang lôi này đi mà nó bị kẹt đâu. Ê, ngu. Rồi. I heard there's some guy out by the lookout tower asking people if they got what it takes to be a real American hero. I sure as shit don't. Maybe you do. Không biết nữa. Trong này có gì? Ê. Cá hồi vàng. Cái này để đi câu cá. Tí nghiên cứu thử. Ồ, ok. Tập kết bằng mình kích nổ hoặc học kỹ năng thọ khóa đèn xì. Để mở khác. Mở không tốt mềm. Học kỹ năng mở khóa. Có kỹ năng nữa. Hình như là có đúng rồi đó. Mà học kiểu gì ta. Không nghiên cứu rồi. Thôi kệ đi. Thôi, chiếc bàn này trước. Rồi tí nữa quăng cái bơm nó nổ thôi. Melee cực mạnh Rick. Okay. Chơi game nè. Đây là rượu. Mày. Mày này giết được luôn mà. Thằng thuốc đằng kia chắc là được. Hey, bị hụt quá. Wait for it, wait for it. Crap, crap. The resistance is gonna save me. Chỗ nào đây nữa? Ồ.
Hey. À, đây là cố này. Có xong chưa hả? Có xong mà, rồi heo. Biến. Đây nữa. Sao bắn cú này được ta? Rồi heo. Do not consent to this. I do not want to join e- oh! Ah! Xin. À, vậy à. Ờ vậy nè. Ok, rồi đó chưa? Go ahead, make Merle's day. The hell. Đi có máy bay nè. Ồ. Oh, oh, oh. Vậy thôi lấy máy bay qua Trần Duy Hưng đi. Nhiệm vụ chính của mình ở đây. Ê. Nè, máy bay chiều nước rồi luôn á. Mới điều khiển sao? Đây là giảm tốc. Cách tăng tốc. Lượng trái lượng phải. Nhảy xuống. Hướng lên, ok. Tăng tốc. Hết là hướng lên. Đó. Căng căng căng. Lượng trái lượng phải rồi ha. Quên á. Đánh dấu cho này lại. Đi lộn đường rồi. Ờ đấy. Đánh dấu rồi. Tên bản. Đi đi đi. Lộn. Này không biết có xăng không á. Rồi, ok, rồi, để chạy thôi. Nhìn khá đẹp á. Ủa sao giờ mình không bay thẳng qua nhà chờ mình giết nó luôn ta. Ờ. À, mà có cái là không biết ở đâu. Lão dê gì nè. Nhà thờ chiên con ở lại này hả? Không biết luôn. À sắp tới rồi à. Gì đó luôn. Thôi dừng cái gì qua này. Oh shit. Ê dừng cái gì C phải không? Ở ngoài C đúng rồi. À, à. Cái này mình phải vô từ từ hay là phải thẳng vô luôn ta? Cái bên đó mà không biết. Ờ à, thấy gì đâu. Có ai đâu ta. Úi. Úi. Xin nhắm, xin nhắm, xin nhắm con. Xin nhắm, không phải nữa. Cứ mà xin nhắm. Úi. Hãy càng này nha. Hey. Ui. Thằng đó trong nhà. Ui. Take
Ui. Hết máu rồi sao? Hồi máu lại giờ chết giờ cũng hơi căng á. Nói nè. Ui. Ủa biết sao dai vậy? Hồi sinh. Rồi. Quất máy bay đó con. Machine gun. Không, hồi nãy mình có thấy một cái súng máy ở đây nè. Mà biết nằm đâu rồi, mà nó là ai vậy? Nó là người hả? Rồi phải cứu phải không? À đúng rồi. Mục sư Jerome. Rồi, đứng lên. À, có cái bài đó kìa, bắn nó giùm nha. Nó trốn rồi. I'd be dead if it wasn't for you. Thanks. Cái súng máy đâu ta? Here comes that holy fire. Đó. Cái súng đâu rồi? Ui. Rồi mình có súng nhắm á. Ờ có mà. Rồi đúng rồi, có súng nhắm mình lấy ra. Cái này. Ờ, mình có làm gì đâu, kệ gì hết rồi. Thằng quỷ này cứu xong phải chạy luôn. Hay ổng cầm hết, ổng cầm cái trên. Rồi, giờ cơ bản là hai đứa này cần cứu ai đó mình đi cứu. Xong hai đứa này giúp mình cứu bạn mình. À. Bạn mình đâu? Anh mình, ok, anh bị giết rồi. Bạn mình, đúng rồi, bạn mình. Hello. Đang quỷ sứ cảnh sát bỏ mình hả? Cứu làm gì? Ok. Rồi, nhiêu là 2.700 phải không? Mình có bán cái đống này để được thêm tiền nữa. Mấy cái này... À, địa điểm... Địa điểm đặc biệt xung quanh của chồng táo. Chắc là kiếm được nhiều tiền hơn nếu mà xài cái bản đồ này. Không hiểu luôn. Nói chung là bán đi, bán hết đi. Ồ.
3.3 vậy à? Bây giờ coi thử có được súng nhắm chưa, khóa sợi súng nhắm đó. Chưa. Trời quá. Huyết Long. Phụ kiện đầu đạn. À có phụ kiện đó. Súng bắn tỉa cao cấp mình có gọi hả? Ô rồi héo. Có gọi kìa. Hả? Hay. Rồi. Dám cái này vô. Cái này là thêm băng đạn thì đương nhiên phải mua rồi nè. Giảm thanh nè. Hai cái giảm thanh bằng nhau. Một cái hình tròn cái này đẹp hơn nè. Thì cái ống nhắm. Còn mình có thể mua một thứ nữa thôi. Cái ống nhắm hoặc là cái này. Rồi thử nhắm thử ngoài. Ok. Zoom rồi đó. Thử mình cần nhắm lên cái núi đi. Vẫn thấy nè. Ừ thôi khỏi nhắm đi. Giảm thanh là được. Mở ồn không? Ôi trời. Sao? Rồi giảm thanh đi. Không ngờ là có cái súng sẵn mà không biết. Từ chỉnh. Này. Này đẹp ha. Ok. Trời tiền kìa. Phí quá. Rồi. Mấy cái này mình có sẵn cái súng nào không? Cũng có. Súng thục luôn nè. Mình còn phải mở thêm slot để có thêm súng á. Ok. Cái sẵn. À cái cung đó. Cái cung của tôi đâu. Này. Đây cung đây. Giờ muốn để vô phải có thêm slot mà không biết sao có được nữa. Tay à. Cho cái này cục đá. Quy. Dạ. Slot thứ hai là. Mẫu súng bằng kỹ năng. Thêm bao súng. Có kỹ năng nữa. Mà thử mọi phím đi. Chữ Z nè quên nữa. Không nhờm á. 3 days later. Cultists.